Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh Xe Đạp Thể Thao Quang Lâm. Nội dung video ngày hôm nay của em thì em sẽ giới thiệu được bác hai bản xe cực đẹp luôn, có thể gọi là cực phẩm của Sava nhé, mang tên là Sava X9.9 và Sava X9.2. Các bác hãy cùng đón xem video của em để nó có thể cập nhật giá cũng như là cấu hình của hai cái bản xe này nhé. Và đặc biệt là em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết và báo giá, cho nên là các bác hãy ở lại xem hết video cùng em đó. Và bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn được tư vấn kỹ hơn về xe thì các bác gọi ngay vào số hotline em để trên góc màn hình. Số hotline đó của nhà em có Zalo, bên nhà em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho bác một cách nhiệt tình nhất, một cách nhanh chóng nhất, giúp bác có thể dễ dàng chọn ra được cho mình những cái bản xe có cái size số phù hợp với chiều cao của mình nhé, và chọn ra cho mình những bản xe có cái màu sắc của mình ưng ý nhất. Bản xe đầu tiên của em nay em giới thiệu với bác là một bản Sava X9.9 các bác ơi. Bản này thì quá là đẹp rồi, không cái điểm nào có thể chê được rồi. Đó. Bản này hiện tại bên em về đủ màu cho bác lựa chọn nhá. Màu nó giới thiệu đến các bác đây là màu bạc titan này. Có màu đỏ, màu đen, màu xanh tím và màu trắng. Màu nào cũng rất là đẹp luôn rồi. Các bác thích màu nào thì các bác chọn màu đó cho em. Và có hai size đó là size 44 và size 47. Size 44 thì sẽ có cái thông số giống đứng là 43.3, dòng ngang là 50.5 nha các bác nhé. Và bạn này hiện tại thì em đang giới thiệu các bác là màu bạc này, size là size 44 các bác nhé. Và giá thì em báo luôn 30.990.000 đó. Và cấu hình thì sẽ như sau này: khung xe, càng xe, cọc yên, tay lái và vành xe được làm hoàn toàn từ cái chất liệu là carbon polyester 800, một loại chất liệu đã quá là đẳng cấp rồi. Và đây chính là cái chất liệu để tạo nên vỏ của máy bay nhé. Carbon này nó là một loại chất liệu có những đặc tính siêu nhẹ, siêu bền, nó chống rung lắc thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nó và nó là cái chất liệu cao cấp để tạo lên những cái bản xe đẳng cấp như này các bác ơi. Và các bác có thể nhìn thấy khung xe thì được thiết kế theo dáng khí động học, đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập. Khi các bác đi xe sẽ làm giảm lực cản không khí, đạt được tốc độ tối ưu nhất này. Trên cọc đứng của xe này không thể thiếu được tem UCI. Tem UCI là tem chứng nhận bản xe này đã đủ các tiêu chuẩn để tham gia cái giải đua xe rồi. Bộ đề là đề lắc hai lưỡi gà được tích hợp cùng phanh nhé. Đó, và bộ đề thì cực kỳ là cao cấp rồi, đến từ Shimano 105R7020. Phuộc của nó thì là phuộc đơ được làm hoàn toàn chất liệu là carbon, đến từ Sava thì rất là đẹp rồi. Và phanh là phanh đĩa dầu, một bản phanh thì không thể cao cấp hơn được nữa rồi, đến từ Shimano 105R7170 nha các bác nhé. Bộ chuyển động bao gồm là 2 tầng ở phía đằng trước, 12 tầng lít thảo phía đằng sau. Bộ chuyển đĩa này, chuyển líp này, đùi đĩa đến từ Shimano 105R7100. Đùm trước sau đều là đùm nhôm, bì bạc đạn siêu trớn. Vành carbon 5 xăng, lốp mang thông số là 700x25C, lốp của GNT, một cái phiên bản lốp thì vô cùng là cao cấp rồi. Cọc yên là cọc yên dạng dẹt lên được làm từ carbon này, rất là đẹp. Yên được thiết kế cho bác cái lỗ thoáng khí ở giữa nhé. Và bọc mút da vân carbon rất là đẹp luôn các bác ơi. Đó. Và hơn nữa thì nó lại còn có đùm nổ nữa nhé. Đó, đùm nổ đấy. Đùm nổ cực kỳ là hay này, cực kỳ là độc lạ luôn. Bản này thì không có điểm nào có thể chê được nữa rồi. Bác nào mà đang tìm kiếm cho mình những cái bản xe cao cấp với những cái cấu hình cực kỳ xịn sò như này thì không thể bỏ qua bản này nhá, không để bỏ qua đâu. Em Sava X9.9 này, và em vừa báo giá rồi đó, giá là 30.990.000 nhé. Và bản xe tiếp theo em giới thiệu đến các bác đây là bản xe Sava X9.2. Bản xe Sava X9.2 là cũng là một bản xe rất là đẹp, nó đã có mặt tại đại lý xe đạp thể thao Quang Lâm từ cái năm 2023 nhé các bác nhé, nhưng mà vẫn luôn luôn được các bác ủng hộ và săn đón rất là nhiều. Ồ, bản xe này cũng từng làm mưa làm gió trên cái thị trường xe đạp của Việt Nam đấy các bác ạ. Bản này thì cũng được khung, tức là cấu tạo là khung carbon polyester 800 nhé. Cụ thể là sẽ như sau này: khung sườn này, càng xe, cọc yên, tay lái và vành xe thì đều được làm từ carbon polyester 800, loại chất liệu là đã rất là đẳng cấp rồi đó. Và trên cọc đứng của xe thì không thể thiếu được cái tem UCI chứng nhận bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia cái giải đua xe rồi các bác ơi. Đó. Và
cái khung xe thì cũng được thiết kế theo dáng khí đậu học, đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập. Bản này thì đè thì cũng là đè lắc đây các bác ơi, hai lưỡi gà được tích hợp cùng phanh, phanh của nó là phanh đĩa củ dầu đó, và phuộc là phuộc đơ đến từ thương hiệu Sava, được làm từ carbon. Rồi bộ chuyển động của bản này thì bao gồm hai đĩa 11 lít thả này, bản này thì bộ chuyển đĩa, bộ chuyển lít này đó, đè số, đùi đĩa và lít nhé, đến từ Shimano 105R 7000 rồi, rất là cao cấp. Đùm trước sau là đùm nhôm của Shimano, bi bạc đạn siêu chớn rồi. Vành carbon 5 xăng đây ạ. Lốp măng số là 700x25C. Lốp của Continental Ultra Sport nha các bác ơi. Bản này hiện tại bên nhà em đang gửi tới các bác với cái mức giá là 25 triệu rưỡi các bác ơi. Và hiện tại bên nhà em cũng đang còn đủ hai size, đó là size 44 và size 47. Và đủ 3 màu cho bác lựa chọn. Màu em đang giới thiệu đến các bác đây là màu đen, có màu xanh anh tím này và màu đỏ nữa, màu nào cũng rất là đẹp luôn, các bác thích màu nào các bác chọn màu đó cho em. Và vừa rồi thì em vừa giới thiệu về với đến các bác hai cái bản xe rất là cao cấp rồi. Bác nào mà đang quan tâm đến hai bản xe này thì cứ alo trực tiếp bằng số hotline em để trên góc màn hình các bác nhé. Và khi mà mua xe ở bên xe đạp thể thao Quang Lâm thì các bác sẽ được miễn phí ship giao hàng toàn quốc đó, và khi hàng về nhà được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Tiếp theo, đối cụ thể đối với hai bản xe này, khi các bác mua xe sẽ được tặng này gọng bình, bình nước, đèn hậu xịn, đèn siêu sáng, một chiếc giá để xe, quá là ok luôn rồi đúng không các bác. Và đối với những bản xe cao cấp này thì các bác vui lòng đặt cọc giúp em 500 trước khi mua xe. Đó không phải là quy định ở riêng bên đơn vị nhà em, mà tất cả các đơn vị khác thì đều có quy định như vậy. Đối với những bản xe cao cấp giá từ 12 triệu đồng trở lên, khi mua xe này các bác cọc giúp em tối thiểu là 500k. Cái tiền đó thì coi những cái tiền để tạo dựng niềm tin, uy tín và trách nhiệm. Khi các bác thực sự mà tin tưởng nhà em, bên nhà em tôi này, tin tưởng và thực sự muốn mua xe thì cái việc đặt cọc nó là cái điều quá là đơn giản luôn rồi đúng không bác. Và video của em ngày hôm nay thì em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chào tất cả các bác.